Chiều ngày 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, lễ tế dân gian, nghi lễ chính của lễ hội Đền Thượng đã diễn ra trang trọng tại Đền Thượng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Dự lễ có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, đại diện 17 xã phường của thành phố, cùng đông đảo người dân và du khách thập phương. Tại sân Đại Bái Đền Thượng, trước linh từ nơi thờ Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, lễ tế dân gian đã được tổ chức long trọng theo đúng các nghi thức cổ truyền. Chủ lễ dâng hương khai lễ, đội tế của thành phố thực hiện các nghi lễ truyền thống. Với tấm lòng thành kính cảm tạ công ơn anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, các địa phương trong tỉnh và 17 xã phường của thành phố Lào Cai đã dâng lễ vật là những nông sản đặc hữu do nông dân làm ra. Sau một thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ hội Đền Thượng năm 2023 được tổ chức đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Nhiều người hội tụ về đây để chứng kiến màn tế lễ truyền thống uy nghiêm cùng dâng hương tưởng nhớ công lao của anh hùng dân tộc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, sức khỏe, hạnh phúc.